Chúng ta học tiếp bài số 4 các bạn nhé. Unit 4. For a better community. Communication and culture. CLIL. Trước khi đi vào bài, các em hãy cùng cô đọc một số từ vựng sau đây. Cheerful. Confused. Though. Confident. Pleased. Honest. Stressed. Disappointed. Upset. Grateful. Appreciated. Practical. Area. Particularly. Focus. Education. Digital. Digital technology. Access. Life-saving skill. In case of disaster. Everyday English. Expressing feelings. 1. Listen and complete the conversation with the words from the box, then practice it in pairs. Đầu tiên là phần tiếng Anh hàng ngày, thì chúng ta sẽ có phần expressing feelings, là bày tỏ cảm xúc. Yêu cầu hoạt động số 1, các em hãy lắng nghe theo máy, hoàn thành bài đối thoại sau đây với những từ cho trước trong khung. Sau đó thì chúng ta thực hành lại bài đối thoại theo cặp hai người. Chúng ta có các từ cho trước: excited, worried, cheerful, confused. Những từ này thì đã có trong phần từ mới ở phần đầu bài. Trước khi lắng nghe theo máy thì các em hãy xem trước cái nội dung cho trước của bài đối thoại này. Hi Lan, you look very today. Chào bạn Lan, hôm nay nhìn bạn thì như thế nào đó. Như vậy thì ở phần 1 này sẽ là một cái tính từ để mô tả về cái nét mặt và cái trạng thái của bạn Lan lúc đó là như thế nào. I heard you went on a volunteer trip to the mountains. Tôi đã nghe nói là bạn đã đi một chuyến đi tình nguyện đến miền núi. How was it? Chuyến đi đó như thế nào? Great, I'm so happy and relaxed. Now, though at first I was. Chuyến đi rất tuyệt, tôi rất là vui và cảm thấy thoải mái bây giờ. Mặc dù lúc đầu thì tôi đã như thế nào đó. I didn't understand the purpose of the trip. Tôi đã không hiểu về mục đích của chuyến đi. I knew nothing about the place. Tôi đã không biết về địa điểm. So I also felt a little bit. Và bởi vậy thì tôi đã cảm thấy hơi bị như thế nào đó. Oh, did you go there with other members of the volunteer club? Oh, thế bạn đã đi đến đó cùng với các thành viên của câu lạc bộ tình nguyện phải không? Was everything okay? Mọi thứ đều ổn cả chứ? Yes, we went as a team. Đúng vậy, chúng tôi đã cùng nhau đi như là một đội. The local people were so friendly and helpful. Người dân địa phương ở đây thì rất là thân thiện và biết giúp đỡ. Now we are preparing for our next volunteer trip in the summer. Và bây giờ thì chúng tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi tình nguyện tiếp theo vào mùa hè. I'm so about it. Tôi thì cảm thấy rất là như thế nào đó về việc này. Bây giờ thì các em hãy quan sát vào bài, chúng ta lắng nghe theo máy và điền vào bài đối thoại các bạn nhé. Tạm thời thì các em không nhìn lên màn hình, chúng ta hãy quan sát vào sách giáo khoa để nghe theo máy và làm bài. Sau đó thì sẽ mở lại một phần video để kiểm tra đáp án. Hi Lan, you look very cheerful today. I heard you went on a volunteer trip to the mountains. How was it? Great. I'm so happy and relaxed now, though at first I was confused. I didn't understand the purpose of the trip. I knew nothing about the place, so I also felt a little bit worried. Oh, did you go there with other members of the volunteer club? Was everything okay? Yes, we went as a team. The local people were so friendly and helpful. Now we are preparing for our next volunteer trip in the summer. I'm so excited about it. Các em vừa lắng nghe theo máy và bây giờ chúng ta cùng xem lại nội dung của bài đối thoại các bạn nhé. Hi Lan, chào Lan, you look very cheerful today. Và ở vị trí số 1 thì chúng ta có thể điền cho cô tính từ cheerful. Xin chào Lan, hôm nay nhìn bạn thật là vui. I heard you went on a volunteer trip to the mountains. Tôi nghe nói rằng bạn đã đi một chuyến đi tình nguyện đến miền núi. How was it? Chuyến đi như thế nào vậy? Great, I'm so happy and relaxed now. Though at first I was confused.
Chuyến đi rất tuyệt. Bây giờ thì tôi cảm thấy rất vui và thoải mái. Mặc dù lúc đầu thì tôi cũng hơi bối rối. I didn't understand the purpose of the trip. Tôi đã không hiểu được mục đích của chuyến đi. I knew nothing about the place. Và tôi đã không biết về địa điểm ở nơi đó. So I also felt a little bit worried. Bởi vậy tôi đã cảm thấy có một chút lo lắng. Oh, did you go there with other members of the volunteer club? Oh, thế bạn đã đi đến đó cùng với các thành viên của câu lạc bộ đúng không? Was everything okay? Mọi thứ đều ổn cả chứ? Yes, we went as a team. Đúng vậy, chúng tôi đã đi như một đội. The local people were so friendly and helpful. Người dân địa phương ở đây rất là thân thiện và biết giúp đỡ. Now we are preparing for our next volunteer trip in the summer. Và bây giờ thì chúng tôi đang chuẩn bị cho một chuyến đi tình nguyện sắp tới vào mùa hè. I'm so excited about it. Tôi rất là hào hứng về chuyến đi. 2. Imagine you are back from a volunteer trip. Work in pairs, take on a role and act out a conversation like the one in one. Use the expressions below to help you. Hãy tưởng tượng em trở về từ một chuyến đi tình nguyện, hãy làm việc theo cặp, em hãy đóng vai và thực hành bài đối thoại giống như là trong phần 1. Hãy sử dụng các cụm từ dưới đây để giúp đỡ cho em. Chúng ta có thể dùng là I feel, tôi cảm thấy, I felt, tôi đã cảm thấy, I am hoặc là I was excited, tôi hào hứng về điều gì đó, hoặc là confused, bối rối, confident, tự tin, pleased, hài lòng. To be honest, thành thật mà nói hay là thật ra mà nói, I am hoặc là I was a little bit stressed, tôi hơi căng thẳng hay là disappointed, là thất vọng, upset, buồn bã. Volunteering hoặc là helping people made me feel happy. Công việc tình nguyện hay là việc giúp đỡ mọi người thì làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Grateful, biết ơn, appreciated, được đánh giá cao. Và đối với bài 2 thì cô sẽ có một phần gợi ý cho các em như sau. Chúng ta cùng tham khảo nhé. Ở đây là bài đối thoại của bạn Minh và bạn An. Hi An, you look very happy. I heard you went on a volunteer trip to a remote area. How was it? Chào bạn An, bạn nhìn thật là vui. Tôi nghe nói là bạn đã đi một chuyến đi tình nguyện đến một vùng xa xôi. Chuyến đi đó như thế nào vậy? Great, I'm so cheerful and relaxed. Chuyến đi rất là tuyệt vời, tôi cảm thấy rất là vui và thoải mái. At first, I was a little bit stressed because I knew nothing about the place. Đầu tiên, tôi đã hơi căng thẳng bởi vì tôi không biết về địa điểm ở nơi đó. I didn't know the purpose of the trip. Well, so I was a bit confused. Tôi cũng chưa hiểu về mục đích của chuyến đi cho lắm, bởi vậy thì tôi cũng hơi bối rối. Who did you go there with? Thế bạn đã đi đến đó cùng ai? With my friends and other members of the volunteer club. Với những người bạn của tôi và những thành viên trong câu lạc bộ tình nguyện. That sounds interesting. Was everything okay? Điều đó nghe có vẻ rất là thú vị. Thế mọi thứ đều ổn cả chứ? Yes. We did a lot of activities together. Đúng vậy, chúng tôi đã cùng nhau làm rất nhiều các hoạt động. Volunteering made me feel happy and confident. Công việc tình nguyện đã làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc và tự tin. The local people were very friendly and honest. Mọi người dân địa phương ở đây thì rất là thân thiện và trung thực. That also gave us more motivation to complete the volunteer work on this trip. Và điều đó thì cũng cho chúng tôi nhiều những nghị lực để hoàn thành các cái công việc trong chuyến đi tình nguyện này. If I have the opportunity to participate in volunteer trip again, I will definitely not miss it. Nếu như tôi có cơ hội được tham gia vào một chuyến đi tình nguyện nữa, thì chắc chắn tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Culture. 1. Read the text below and complete the diagram about Save the Children. Yêu cầu hoạt động số 1 là các em đọc đoạn văn dưới đây và hoàn thành vào cái sơ đồ về cứu trẻ em. Các em có thể thấy trong sơ đồ Save the Children là cứu giúp trẻ em thì chúng ta thấy có hai ý chính. Đây là hai ý chính và ở mỗi ý chính này thì sẽ có các ý nhỏ và các em thấy là có những chỗ bỏ trống. Sau khi mà chúng ta đọc đoạn văn thì chúng ta sẽ phải hoàn thành vào các chỗ bỏ trống trong nội dung của sơ đồ đó các bạn nhé. Save the Children is an international non-governmental organization that helps improve children's lives. Cứu trợ trẻ em là một tổ chức phi chính phủ quốc tế giúp cải thiện cuộc sống của trẻ em. It was set up in the United Kingdom in 1919.
and now it is working in 120 countries around the world. Nó được thành lập tại Vương quốc Anh vào năm 1919 và hiện nay thì nó đang hoạt động tại 120 quốc gia trên thế giới. Save the Children started its work in Vietnam in 1990. It provides practical support in different areas. Tổ chức cứu trợ trẻ em thì đã bắt đầu hoạt động ở Việt Nam vào năm 1990. Tổ chức này thì cung cấp cái sự hỗ trợ thiết thực trong các cái lĩnh vực khác nhau. One of the areas that the organization particularly focuses on is education. Một trong những lĩnh vực mà tổ chức này đặc biệt chú trọng đó chính là giáo dục. It has organized different training courses to help teachers improve their teaching skills and use digital technology in their classrooms. Nó đã tổ chức những cái khóa đào tạo khác nhau để giúp giáo viên nâng cao kỹ năng giảng dạy và sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong những cái lớp học của họ. It is also working on projects that create more opportunities for children in remote areas to go to school. Tổ chức thì cũng đang thực hiện một số những cái dự án nhằm tạo nhiều cơ hội cho trẻ em ở những vùng xa xôi để được đến trường. By providing these children with books and other school materials, Save the Children makes sure they have access to learning. Bằng cách là cung cấp cho các bạn nhỏ này với sách và những tài liệu học tập khác thì tổ chức cứu trợ trẻ em đảm bảo rằng các bạn nhỏ sẽ có quyền được học tập. In addition, the organization offers training on life-saving skills for both teachers and students in case of disasters. Thêm vào đó nữa thì tổ chức còn cung cấp các khóa đào tạo về kỹ năng cứu sống cho cả giáo viên và các bạn học sinh trong trường hợp có thiên tai. Children and households in need can also receive support from Save the Children. Những trẻ em và những hộ gia đình mà đang gặp khó khăn thì có thể được nhận những cái sự hỗ trợ từ tổ chức cứu trợ trẻ em. Sau khi đọc đoạn văn thì các em có thể nhìn vào sơ đồ bên dưới và chúng ta cùng hoàn thành vào chỗ trống các bạn nhé. Save the Children, tổ chức cứu trợ trẻ em. Các em thấy có hai ý. Thứ nhất là International Non-Governmental Organization, tổ chức phi chính phủ quốc tế. Thì đối với ý này chúng ta sẽ có hai ý nhỏ như sau. Thứ nhất là started in the UK in 1919, đã bắt đầu ở Vương quốc Anh vào năm 1919. Và ý số 2, now working in countries, và bây giờ thì nó hoạt động ở, các em có thể thấy là phía sau có từ countries ở dạng số nhiều. Như vậy thì ở đây là hoạt động ở bao nhiêu quốc gia? Chúng ta nhớ trong bài là bây giờ thì nó hoạt động ở 120 quốc gia. Các em có thể nhìn vào dòng thứ 2, cuối của dòng thứ 2 trong đoạn văn này. Thì chúng ta sẽ điền vào đây cho cô là 120, là 120. Ở ý chính số 2, in Vietnam, có nghĩa là cái tổ chức cứu trợ trẻ em này ở Việt Nam, thì chúng ta sẽ có 4 ý nhỏ sau đây. Ý thứ nhất, particularly focuses on education, đặc biệt tập trung vào giáo dục. Ý thứ hai, helps teachers in their classroom, giúp các giáo viên làm gì đó trong những lớp học của họ. Vậy thì các em có thể nhớ được là trong nội dung đoạn văn thì tổ chức này giúp những người giáo viên là cải thiện về cái kỹ năng giảng dạy của họ và cách sử dụng công nghệ số trong lớp học. Các em có thể quan sát vào phần giữa của đoạn văn và chúng ta nhìn vào phần mà cô đang để con chuột trên màn hình. It has organized different training courses to help teachers improve their teaching skills and use digital technology in their classrooms. Thì đây chính là cái nội dung mà có thể giúp chúng ta điền vào phần số 2 các bạn nhé. Chúng ta sẽ có là helps teachers improve their teaching skills and use digital technology. Ý số 2 này là giúp các giáo viên cải thiện và nâng cao kỹ năng giảng dạy của họ trong lớp học và sử dụng công nghệ kỹ thuật số. Ý số 3, creates opportunities for children in remote areas, tạo ra những cơ hội cho những trẻ em ở vùng sâu vùng xa là được đi học hay là được đến trường đúng không? Chúng ta sẽ điền vào đây cho cô cụm từ là to go to school. Và các em có thể kiểm tra thông tin ở đây, ở phần mà cô đang để con chuột trên màn hình các bạn nhé. Ý tiếp theo, offers training on for both teachers and students, cung cấp những cái gì đó cho cả giáo viên và học sinh. Các em có thể nhớ rằng trong nội dung của đoạn văn thì nói là tổ chức này cung cấp cho giáo viên và học sinh về kỹ năng cứu sống. Chúng ta có cụm từ là life saving skills. Cho nên ở phần số 4 này các em sẽ điền cho cô là life saving skills. 2. Work in groups. Use the diagram to talk about Save the Children.
Yêu cầu hoạt động số 2 là chúng ta thực hành theo nhóm. Các em sử dụng sơ đồ để nói về cứu trợ trẻ em. Thì đối với phần này chúng ta sẽ thực hành nói lại các nội dung giống như trong phần 1 vừa rồi các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta có thể nói về tổ chức cứu trợ trẻ em. Các em có thể nói là Save the Children is an international non-governmental organization that helps improve children's lives. Có nghĩa là tổ chức cứu trợ trẻ em thì là một tổ chức phi chính phủ quốc tế là giúp đỡ trẻ em cải thiện cuộc sống. Tiếp theo thì chúng ta có thể nói ra những cái ý nhỏ ở đây nữa. It started in the United Kingdom in 1919. Nó đã bắt đầu ở Vương quốc Anh vào năm 1919. Với ý nhỏ thứ hai này thì các em có thể nói là And now it is working in 120 countries around the world. Và bây giờ thì nó đang hoạt động ở 120 quốc gia. Và đối với ý tiếp theo, ở Việt Nam thì chúng ta cũng nói như vậy. Các em có thể dựa vào nội dung của đoạn văn và dựa vào nội dung của cả sơ đồ nữa các bạn nhé. Chúng ta có thể nói Save the Children also started its work in Vietnam. Tổ chức cứu trợ trẻ em này thì cũng hoạt động ở Việt Nam. Và chúng ta sẽ nói từng cái ý nhỏ trong phần thứ hai này. Và với ý nhỏ đầu tiên này, chúng ta có thể nói là The organization particularly focuses on is education. Tổ chức thì đặc biệt chú trọng vào giáo dục. Với ý thứ hai thì các em có thể nói là It has organized different training courses to help teachers improve their teaching skills and use digital technology in their classrooms. Tổ chức cứu trợ trẻ em thì cũng có những cái khóa học khác nhau để giúp cho các giáo viên cải thiện kỹ năng giảng dạy của họ và sử dụng công nghệ số trong lớp học. Và với ý thứ ba này, chúng ta có thể nói là It is also working on projects that create more opportunities for children in remote areas to go to school. Tổ chức cũng có những cái dự án để tạo ra cơ hội giúp cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa được đi học. Và với ý cuối cùng, các em có thể nói là The organization offers training on life-saving skills for both teachers and students in case of disasters. Tổ chức thì cũng huấn luyện những cái kỹ năng cứu sống cho cả giáo viên và trẻ em ở những cái nơi mà có thể gặp thiên tai. Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay, phần Communication and Culture của bài số 4. Các em nhớ học bài thật tốt để chuẩn bị cho bài học tiếp theo nhé.